Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 2, chương trình sách kết nối tri thức với cuộc sống qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập bài 25 tiết 2, trang 95. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Trong hình vẽ trên có A, đường thẳng nào? Các em viết tên đường thẳng vào đây. B, đường cong nào? Các em viết tên đường cong vào chỗ chấm này. Rồi các em quan sát hình vẽ trên. Ở đây thầy giáo gợi ý đường cong thì các em dễ dàng nhận ra rồi đúng không? Còn các em cần phải phân biệt được đường thẳng và đoạn thẳng. Đoạn thẳng thì có điểm đầu và điểm cuối. Còn đường thẳng thì nó không có điểm đầu và điểm cuối. Nó chỉ có những điểm nằm trên đường thẳng. Rồi dựa vào gợi ý, em bấm tạm dừng video và em suy nghĩ làm bài nha. Rồi em quan sát, ta thấy trong hình vẽ trên có A, đường thẳng nào? Rồi em nhớ này, đoạn thẳng thì có điểm đầu, đúng không? Và điểm cuối. Điểm đầu và điểm cuối, tức là CG là đoạn thẳng chứ không phải là đường thẳng. Còn đường thẳng thì nó không có điểm đầu và không có điểm cuối. Chỉ có các điểm nằm trên đường thẳng. Ví dụ điểm A và điểm B nằm trên đường thẳng. Được chưa? Nó không có điểm đầu và không có điểm cuối. Như vậy AB là đường thẳng. AB là đường thẳng. Còn CG là đoạn thẳng. Được chưa? Rồi, đường thẳng thì chỉ có AB thôi. B, đường cong. Đường cong thì các em dễ dàng nhận ra. Đó chính là đường cong có tên là X này. Đường cong có tên là Y này. Được chưa? Tiếp theo em sang bài tập số 2. Đúng thì điền là D mà sai thì điền là S. Trong hình vẽ trên, 3 điểm G, E, G thẳng hàng, đúng hay sai? Rồi, các em quan sát. Trong hình vẽ trên, 3 điểm G, E, G thẳng hàng, đúng hay sai? G, E, G đâu? Đây, G, E, G đây. Được chưa? Thầy giáo gợi ý này. 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Được chưa? Ta thấy điểm E và điểm G cùng nằm trên một đường thẳng. Được chưa? Nhưng điểm D thì nó nằm ngoài đường thẳng. Nó không nằm trên đường thẳng. Vậy 3 điểm D, E, G thẳng hàng là sai. Các em điền là S. Bằng cách làm tương tự, các em hoàn thành tiếp những ý còn lại nha. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài. Tiếp theo là 3 điểm A, B, C thẳng hàng đúng hay sai? Các em quan sát này. A này, B này, C. Nó có một đường thẳng đi qua 3 điểm này. Có nghĩa là 3 điểm này cùng nằm trên một đường thẳng. Vậy ta nói 3 điểm A, B, C thẳng hàng là đúng. 3 điểm M, N, P thẳng hàng đúng hay sai? M này, N này, P này. Ta nhận thấy chỉ có điểm M và điểm P cùng nằm trên một đường thẳng thôi. Còn điểm N nó nằm ngoài đường thẳng. Vậy 3 điểm này không thẳng hàng. Nói thẳng hàng là sai. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Các em viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. 3 điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên là ANC. ANC vì 3 điểm này cùng nằm trên một đường thẳng. Được chưa? Rồi, và 3 điểm nào nữa? Các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nha. À, ta thấy nè, còn có 3 điểm nè. ZNB. ZNB được chưa?
Các em nhớ là tên điểm thì các em viết bằng chữ cái in. Được chưa? Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Các em quan sát rồi nối để có câu hợp lý. Các em quan sát hình. Vạch kẻ đường. Các em quan sát vạch kẻ đường. Vạch kẻ đường có dạng đường cong, có dạng đường thẳng hay là thẳng hàng? À, vạch kẻ đường có dạng đường thẳng. Rồi, bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập số 4 nha. Tiếp theo là ba cột đèn. Các em quan sát ba cột đèn. Ba cột đèn này cùng nằm trên một đường thẳng màu tím này, được chưa? Vậy là ba cột đèn này thẳng hàng. Vệt mây do máy bay tạo ra. Vệt mây do máy bay tạo ra là có dạng đường cong, đúng không? Tiếp theo em sang bài tập số 5. Câu A. Các em vẽ đường thẳng AB. Vẽ đoạn thẳng MN. Trước hết là các em vẽ đường thẳng AB trước này. Đầu tiên là các em kẻ cho thầy giáo một đường kẻ như thế này. Trên đường kẻ này thì các em sẽ lấy hai điểm. Điểm thứ nhất thì các em nhớ là lấy thụt vào so với đầu này một khoảng ngắn nha. Điểm thứ hai các em cũng lấy thụt vào so với đầu cuối này một chút. Và các em đặt tên cho hai điểm này là hai điểm AB. Thì các em biết là đường thẳng nó không có điểm đầu và không có điểm cuối. Cho nên hai điểm A và B này các em phải lấy thụt vào bên trong một chút. Được chưa? Thì đây chính là cách vẽ đường thẳng AB. Còn vẽ đoạn thẳng MN thì trước hết là các em cũng kẻ một đường ngắn như thế này. Sau đó là các em sẽ đánh dấu một điểm ở phần đầu và đánh dấu một điểm ở phần cuối. Các em đặt tên cho hai điểm này là hai điểm MN. Bởi vì đoạn thẳng là phải có điểm đầu và điểm cuối. Được chưa? Như vậy là chúng ta vừa vẽ được đoạn thẳng MN. Câu B. Các em vẽ điểm D để có 3 điểm C, D, E thẳng hàng. Quan sát hình thì chúng ta thấy là điểm C và điểm E cùng nằm trên một đường thẳng rồi. Bây giờ muốn 3 điểm C, D, E thẳng hàng. Tức là C, D, E phải cùng nằm trên một đường thẳng. Như vậy là tại một vị trí bất kỳ ở trên đường thẳng này, các em lấy một điểm và các em đặt tên cho điểm này là điểm D. Thì lúc này C, D, E cùng nằm trên một đường thẳng. Cho nên 3 điểm C, D, E thẳng hàng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha. Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc em học tốt.